Hoa sinh, hoa kia
chất hóa người. Sơn Lâm Lê Công Chúa Chính Nhi ngồi là bình 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 nghề. Theo Đức Thánh Nhi Sơn Tinh Tuần thu dạy muôn loài, báo hổ chim muôn dạy dân phát dạy nam hà nữ. Sở nguyện tòng tâm mê mộ vô
vương là điều phúc mi thiên xuân thọ trường chú về chừng lễ chừng tâm. À thế mà sơn lầm sơn chàng à, thế mà mường mán mỏi đen nó, thế mà quản trưởng sơn lâm mạch anh công chúa cai quản 81 cửa rừng 36 cửa ngàn trong gói giang nam hồ. Ồ thế mà lệnh truyền tám tướng sơn trang đập nhị tiền nàng lai đáo từ trung bảo hộ đồng nhân hồ. Giang kim phong hoàng lân thuận thánh chúa tiên trung vương ê hê hê à à à à. Hoa vàng thâu tàng
Chúa đệ nhất ni Tây Thiên vực về
thành ra. Hồi quốc gia nhật nguyệt quang minh đường lên đi in thế bao quanh nhà núi đồ. Bà Chúa Nguyệt lẫy lừng sợi lá gặp mi thấy
quỷ cấp tiên sinh. Tiên sinh truyền phép đi đặt đờ tính huyền hồ tiên đường về tới kinh đô. Đời đời dâu xa
đầy đa đầy tháng ngày. Bán gió tiền tốt lụa dày, bông lộc gió nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Đồng con nhang khói phụng thờ, 31 một người từ hôm rằm, 31 một hôm rằm 14. Cũng giảng nghĩa vụ hoàng thân vật thánh
chúa tiên trùng vương. Dân văn lại sở thích niệm chúa bà lắm lắm phương quyền hành cai quản đông tây. Thank you.
đêm nói mơ những ma cùng quỷ ngày hành cho niệt vị chân tay phải đi thỉnh thánh mời thầy. Thank you.
hết thì lại có hồ với lại đầy thương ai tiếp nộp nồng chú ba ta. Thank you.
quang nghi dung giang thập cờ hiệu khai quang chấn giản xin ta thích tam cung giàn kim phụng hoàng ngân bận anh chúa tiên trung nguyên sư dâng lên kim ngân văn sứ dâng lên thỉnh quan giám sát xếp biên rõ ràng kế cho đệ tử giàn sinh cho nhị vị giảm sinh hai quan dung ngang thập kỳ diệu hai quan xứng mã văn mã tích tăng cũng sàng kỳ phục hoàng thân vật ánh xưa tiên dung vương thank you.
tôn quan đệ đừng tâm tài quốc sĩ vô song vẻ vang mắt phượng sâu rộng sung khí tuần tu vi phong khác thường Nâu đài
Thành ra hồi hãy thôi để ta